hôm nay chúng tôi xin giới thiệu cùng quý khán thính giả phần tâm tình của ông mục sư Trần Nhật Thăng về những ngày cuối năm âm lịch 2016. Hiện ông Trần Nhật Thăng đang công tác tại Hội Thánh Tinh Lành Báp Tích Phục Hưng, Pontus, Việt Duy Nha. Kính chào quý khán thính giả. Tôi xin nói thật rõ, cơ đốc nhân phải sống trong lạc quan, phải hâm hở tiến về tương lai. Nếu không, Quý vị chưa phải là cơ đốc nhân thật sự trăm phần trăm. Tại sao tôi quả quyết như vậy? Thứ nhất, người cơ đốc sống lạc quan vì chúng ta dựa vào Chúa Giêsu xu chứ không dựa vào hoàn cảnh của mình đang sống. Có thể quý vị đang gặp cảnh khó khăn và nghĩ rằng Chúa không quan tâm đến trường hợp của tôi hoặc chúng ta có thể suy tưởng rằng không làm sao có thể thay đổi tình trạng khó khăn tài chính này của tôi hoặc hôn nhân đang sắp đổ vỡ và ly dị là biện pháp duy nhất để giải quyết hoặc quý vị đang mất việc làm hoặc đang đau yếu quý vị không tìm ra lý do nào để lạc quan nhưng đối với một cơ đốc nhân không có vấn đề nào mà không giải quyết được chúng ta lạc quan tin tưởng vào lời hứa của đức chúa trời chừng nào phúc âm là sự thật tình thế sẽ thay đổi chương trình tốt lành của Chúa dự tính cho chúng ta sẽ mang lại sự dư dật, vui thỏa, bình an dù hoàn cảnh hiện tại thật vô vọng. Thứ hai, cơ đốc nhân lạc quan vì công việc của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta đang diễn tiến chứ chưa là kết cuộc. Roma đoạn 8 câu 28 Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định tất cả những gì xảy ra cho chúng ta đều là tốt lành trong mục đích của Đức Chúa Trời để chúng ta càng giống Chúa Giêsu hơn. Hầu hết đều trải qua một quá trình lâu dài và sẽ không bao giờ chấm dứt nơi mộ mã. Nếu chúng ta giao phó cuộc sống của mình cho Chúa thì không có điều gì xảy ra là lãng phí cả. Chắc chắn có một sự dạy dỗ nào đó, một sự răng đe, nhắc nhở nào đó. Tuy nhiên không có việc gì xảy ra cho chúng ta là để tiêu diệt chúng ta đâu. Ngay cả những sự tấn công, giết người của kẻ thù đều được Chúa cho phép để nâng cao cuộc sống của chúng ta. Tất cả, chúng ta sẽ không bao giờ thấy điều gì xảy ra cho mình là có thể bi quan, tiêu cực được. Thứ ba, cơ đốc nhân lạc quan. Vì lời hứa của Đức Chúa Trời có hiệu lực xa hơn cuộc sống này có sự khác biệt giữa sự lạc quan của cơ đốc nhân và một người có tư tưởng tích cực. Người đời sống tích cực sẽ chấm dứt nơi mộ phần của mình, còn cơ đốc nhân sẽ sống lạc quan như vậy trong đời này và cả đời sau. Tôi nói đến đây, chợt nhớ đến anh Lê Ngọc Báo. Anh sang Hoa Kỳ năm 1980. 3 năm sau, 1983, anh bị hư thận. Năm 1985, anh được thai thận mới. Bác sĩ cho biết nếu việc thai thận này thành công, thì anh sẽ sống với trái thận mới này khoảng 10 năm. Anh làm chứng như sau. Tôi suy nghĩ đời người có bao nhiêu cái 10 năm. 10 năm cũng không dài mà cũng không ngắn. Rồi tôi nghĩ đến đáng lẽ tôi đã chết. Nhưng bây giờ tôi vẫn còn sống, lại sống thêm được 10 năm nữa. Đó cũng là một phước hạnh mà tôi nhận lên từ ân trên. Lúc đó tôi cầu nguyện với ước mong duy nhất là xin Chúa cho con sống đến ngày thấy vợ con từ Việt Nam sang Hoa Kỳ đoàn tụ với con. Và Chúa nhận lời cầu nguyện này. Chỉ 5 năm sau, 1990, tôi được đoàn tụ với vợ con. Thưa quý vị, thời gian anh sống với trái thận mới này vừa quá 10 năm. Rồi 20 năm, đến năm 24 năm sau, mùa hè năm 2009, anh Lâm trọng bệnh. Anh báo kể lại. Sáng ngày 14 tháng 3, 2009, tôi té xỉu lần nữa và chỉ kịp kêu lên. Em ơi, anh té. Nghe tiếng kêu vợ tôi chạy vào phòng thấy tôi nằm bất động trên sàn nhà mặt tôi tím riệp, vợ tôi gọi cấp cứu và nghĩ rằng tôi bị tai biến mạch máu não tại bệnh viện bác sĩ cho biết tôi không bị tai biến mạch máu não mà là tôi bị một loại vi khuẩn lạ khác nữa tôi phải ở bệnh viện để điều trị tôi thường xuyên đi vào cơn mê thỉnh thoảng chỉ tỉnh lại năm bảy phút mà thôi bác sĩ dùng đủ mọi biện pháp hết thuốc trụ sinh này đến thuốc trụ sinh khác mà bệnh vẫn càng ngày càng trầm trọng thêm nằm tại bệnh viện phe phát hơn một tháng bệnh không thuyên giảm mà còn tệ hơn cơ thể tôi chỉ còn một bộ xương khô bạn bè đến thăm đều có chung một cảm nghĩ có lẽ đây là lần gặp tôi cuối cùng nhưng tôi không tin như vậy tôi vẫn lạc quan tin vào sự cầu nguyện của bạn bè tín hữu của tôi tại hội thánh tin lành Baptist tít phục Cưng. tôi tin tôi sẽ sớm trở về cùng thờ vượng với anh em tại đây thưa quý vị sau 3 tháng điều trị tại bệnh viện phe phát họ tận lực điều trị bệnh vẫn không thuyên giảm rồi lại họ đưa tôi sang trung tâm phục hồi một tháng sau rồi lại chuyển tôi sang nhà dưỡng lão vì bảo hiểm không chịu thanh toán các chi phí ba ngày đầu tại nhà dưỡng lão tôi vẫn mê man đến ngày thứ tư tôi tỉnh lại thì vợ tôi cho biết chân tôi bị liệt rồi hơn ba tháng tại bệnh viện phe phát trung tâm phục hồi tôi được điều trị bằng những phương pháp tân tiến nhất thuốc men mới nhất nhưng không kết quả bây giờ nằm tại nhà dưỡng lão sự chăm sóc thuốc men chỉ một phần mười của bệnh viện. Ai ai trong hoàn cảnh của tôi cũng đều nghĩ rằng nằm đây để chờ đợi một chuyến đi khác. Nhưng tôi không tin. Tôi biết tôi đã có vé tàu nhưng chưa đến chuyến đi. Tôi không chút lo lắng vì Chúa đã sắm sẵn cho tôi một chỗ rồi. Nhưng tôi lạc quan vì lời cầu nguyện của các bạn bè trong hội thánh bắp tiếp phục hưng. Rồi dường như có một nguồn năng lực nào đó đã tiếp trợ tôi. Tôi nhận được một nguồn năng lực mới từ Chúa. Và Ngài còn chỉ dạy cho tôi cách phục hồi hai chân đã bị liệt. Qua tuần lễ thứ hai, hai chân tôi có thể cử động. Tôi có thể tự di chuyển qua xe lăn. Sức khỏe của tôi từ từ bình phục. Và ngày 11 tháng 7 năm 2009, tôi được về nhà. Thưa quý khán thính giả, anh báo sống khỏe mạnh sinh hoạt tại nhà thờ chúa với chúng tôi cho đến ngày đầu tháng 10 năm 2013 thì anh đau lại và qua đời về với chúa trong phước hạnh tràn đầy Tôi quý khán thính giả nếu quý vị là con của chúa quý vị không những lạc quan về tương lai của mình mà còn hâm hở mong ngóng cho nó mau đến Chúa đã tha thứ các tội lỗi của chúng ta trong quá khứ. Chúa đang quan phòng hiện tại của chúng ta qua lời hứa ta chẳng bỏ người đâu, ta sẽ ở cùng người luôn. Hebrew đoạn 13 câu 5 Và Chúa sẽ lo cho tương lai của chúng ta qua lời hứa trong nhà ta có nhiều chỗ ở. Bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó gian động 14 câu 2 và câu 3 thưa quý khán chính giả quá khứ được tha thứ hiện tại được an toàn tương lai được bảo đảm thì tại sao bây giờ sống như vậy tại vì cái tốt chưa đến chưa xảy ra mà thôi vậy thì câu hỏi hôm nay giữa không khí của năm mới này, quý vị có hy vọng nào cho tương lai của mình hay không? Hãy đứng lên với chúng tôi, với hàng tỷ cơ đốc nhân trên thế giới, tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, để Ngài quan phòng, chăm sóc tương lai của quý vị. Amen. Cảm ơn ông Mục Sư. Kính thưa quý khán thính giả, vì thời gian phát hình có giới hạn, chúng tôi xin tạm dứt chương trình tại đây. Xin hẹn quý vị tại chương trình lần sau. Chúng tôi kính chúc quý vị có một cuộc sống bình an, vui thỏa, có một năm mới tràn đầy phước hạnh. Xin cảm ơn quý khán thính giả. Đời người tôi quá mau, thân con ta từng ngày. Lời ngài là sống, tin kính Lạy Chúa.